Ok, tiếp theo là chúng ta sẽ chạy demo nó một lần nữa. À, rất tốt, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi title của Windows thế nào. Thì trong này chúng ta thay đổi sẽ bằng cách này. Window.title, ok. Và điền vào đấy chữ setting mà bạn mong muốn, ví dụ như là create project, ví dụ thế. À, chúng ta sẽ xem nó có hoạt động không. À, đây rồi, ok, rất là tốt. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ thêm 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 cái đây 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 có một cái logo của cái cây đấy, cái hình cái lông. Bây giờ tôi muốn đổi cái logo cho riêng đấy. Chúng ta sẽ làm thế nào? Thì chúng ta có thể dùng đây, Windows chấm icon bitmap đấy, icon bitmap, và thêm cái link để vào đây hình ảnh. À, chúng ta sẽ đi kiếm một cái hình ảnh nữa. Ok, vậy thì chúng ta sẽ kiếm một cái, à, có một điều đặc biệt là cái PK nó sẽ support chỉ mỗi cái định dạng là ảnh ICO thôi. Vậy mà nếu mà bạn muốn có một cái ảnh PNG hay là ảnh JPEG gì đấy rồi thì mình phải convert sang cái định dạng của icon này. Thì để giả sử mình sẽ kiếm cái icon đây vào cái trang flat icon.com ấy, mình sẽ tìm một cái giao diện gì đấy cho mau mè một tí đi. Learning chẳng hạn. Mình sẽ đây cái này cho nó có màu mè, thì mình sẽ cái này không cho nó loạn rồi. Đây mình thử cái này. À đấy, vẫn đang được đấy. Nào, nó về đây rồi, mình sẽ cắt cái này bỏ vào chỗ cái project của mình đi. Đấy. Đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái trang này. ICO Converter đấy. Đằng này mình sẽ chuyển thành cái định dạng icon. Vì là cái nó chỉ support được cái định dạng icon thôi. Ok. Cảm biến này. Convert. À, mình quên upload. Ok, convert. Vì sao nhỉ? À, mình optional nữa. Sẽ được là vì sao nhỉ? Download. Ok, đây rồi. Mình sẽ xem nó ở đây, mình cắt luôn, mình sẽ cho vào
50. Ok. Logo. Tiền dịch luôn. Rồi chúng ta sẽ quay lại đây. Mình sẽ đây bạn có thể thấy đây. Mình sẽ đặt cái đường dẫn vào đây. Click. À, chạy vào xem thế nào. À, bị lỗi gì rồi. Phải. Nhưng mình phải thêm cái này vào nữa. Đấy. À, nó đã hiển thị rồi. Đồ này nhìn nó hơi tối nha. Tìm một cái mới. Nó hơn trông nó đẹp hơn vậy. À đây có vẻ sáng tạo đấy. Level 2 mình phải lên đây và con vượt thành loạt. Convert. Download. Xong. Cái thứ là đấy chúng ta đã có logo đấy rồi, kết thúc.